stress như thế nào để có cuộc sống dễ dàng hơn thay vì stress để nộp tiền cho ngày thị trường, hay còn gọi là Mr. Market. Tâm lý sợ thua lỗ ấy, mà tâm lý mà đánh giá cái việc mà thua lỗ ấy, nó nặng nề hơn cái việc mà mất lãi ấy, là cái tâm lý mà nhà đầu tư cần nên tránh. Tức là đại ý là khi mà chúng ta tiến hành trading giao dịch thì chúng ta nên tránh để cảm xúc, và cái cảm xúc nguy hiểm nhất đấy là cái lòng tham. Chúng ta không được để lòng tham nó dâng trào lên. Tôi nghĩ mọi người nên bỏ cái tâm lý là mua cao và cao hơn, vì chúng ta rất dễ mua đỉnh. Cái việc mà mọi người cứ nói là thắng thua theo chuỗi, trong một số trường hợp thì thực ra là mình lại đang giao dịch đúng vào cái xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm của thị trường. Cho nên nhiều khi chúng ta có thể nói rằng là nhiều khi cái việc mà có cái phương pháp mà thắng liên tục ấy, nó không phải là cái gì đặc biệt, mà chẳng qua là chúng ta đã giống như kiểu là đi qua vào lúc mùa hoa đẹp nhất ấy. Chứ không phải là do là chúng ta có phương pháp gì. Khi mà thị trường đang sập sình kangaroo như hiện tại thì các trader new cần phải trang bị những thứ vũ khí gì trong thời điểm hiện tại? Tôi thấy là chúng ta nên có nhật ký giao dịch. Yeah. Bởi vì nó là một cái thứ nó giúp chúng ta kiểm soát cảm xúc rất tốt. Tôi nghĩ giai đoạn này thì ví dụ với các nhà đầu tư mới thì cái việc mà tích lũy kinh nghiệm là rất là quan trọng, bởi vì là bên cạnh là việc tích lũy kiến thức, bởi vì là cái sự thành công ấy nó đến từ những cái việc phán đoán đúng, mà phán đoán đúng ấy thì nó đến từ kinh nghiệm, mà kinh nghiệm ấy thì nó đến từ việc phán đoán sai.